bài viết xuyên tạc và trò lố của tổ chức khủng bố Việt Tân. Thưa các bạn, thời đại công nghệ thông tin bùng nổ cũng mang lại nhiều tiện ích cho con người, nhưng bên cạnh những cái lợi to lớn mà nó mang lại thì những hệ quả mà nó để lại cũng không hề nhỏ chút nào. Đơn cử là việc tung tin xuyên tạc lên không gian mạng đang là vấn đề nhức nhối của các cơ quan chức năng và làm ảnh hưởng tiêu cực đến các bộ phận người dân thiếu hiểu biết hoặc có sự tư tưởng bất mãn. Việt Tân đã lợi dụng rất tốt cơ hội đó để làm cách mạng của chúng trên mạng xã hội vô cùng khôn khéo khi sử dụng thuần thục kỹ năng xuyên tạc, công nghệ Photoshop và các cảnh dàn dựng tự biên, tự diễn, đưa những thông tin, bài viết, video có những nội dung xuyên tạc, sai lệch về sự thật để bôi nhọ chế độ, hạ uy tín của Đảng, Nhà nước Việt Nam và gây hoang mang trong dư luận nhân dân, lừa bịp quần chúng trong và ngoài nước. Với chiêu bài đánh vào tâm lý, chú ý của cộng đồng mạng bằng những thủ đoạn giật tít các bài viết, video mà chúng tung lên mạng xã hội, chẳng hạn như trên trang Facebook Việt Tân, nếu không tỉnh táo sẽ bị ám thị bởi những tiêu đề mà chúng đưa lên. Còn thực chất, xem những nội dung bên trong thấy rõ sự xuyên tạc, đặc điều của Việt Tân, bản chất xấu xa hèn hạ của Việt Tân khó có thể che giấu bởi từ chính những hành động xuyên tạc của chúng trên mạng xã hội. Khó có thể kể tên và bóc gỡ hết các chiêu trò của Việt Tân, bởi vì trong từng ngôn từ, hình ảnh, video của chúng đưa ra đều có ít nhiều sự xuyên tạc bôi nhọ chế độ của Việt Tân. Nhưng có thể bóc phốt một số pha Photoshop đỉnh cao của Việt Tân gần đây, như một hình ảnh, một bức ảnh mô tả một người phụ nữ điều con xây nhà ở nước ngoài, nhưng dưới bàn tay phù phép của chúng, người phụ nữ ấy bỗng chốc được gán là công dân Việt Nam, đi kèm với những lời lẽ bình luận cho rằng nỗi khổ ấy là do chế độ cộng sản mà ra. Ấy thế mà sự xuyên tạc trắng trợn ấy vẫn có hàng ngàn người like. Tôi cùng các bạn và cũng chẳng hiểu đầu óc của những con người đó là sự thật họ để đâu và để đầu óc ở đâu nữa. Chỉ có thể não không hoạt động mới có thể tin đó là sự thật đang tồn tại ở Việt Nam. Không chỉ giỏi xuyên tạc, chúng còn là những cao thủ trong làng nghề Photoshop với tài ghép ảnh phải nói đến là tầm thiên biến vạn hóa. Một lần Photoshop có phải đến triệu người tin. Chính vì thế, chúng chẳng ngần ngại gì mà tăng cường và cho ra các bệnh phẩm về Photoshop để làm hoang mang dư luận trong quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó, khả năng thiêu dệt các tình tiết của chúng đạt đến cảnh giới rất cao. Mới đây, chúng đã đưa lên trang mạng Facebook Việt Tân hình ảnh phiên tòa xét xử Doãn Trung Dũng trong vụ án giết người cướp tài sản xảy ra tại Quảng Ninh, gây rúng động dư luận và giật tít là một phiên tòa chỉ có thể ở chế độ độc tài, bị cáo bị bịt mồm. Thực chất, hình ảnh tại phiên tòa này không phải bị cáo Doãn Trung Dũng bị bịt miệng, mà đó là thiết bị chống cắn lưỡi nhằm để đề phòng trường hợp bị cáo này tự sát. Nhưng với bàn tay ma thuật của Việt Tân, thiết bị chống cắn lưỡi lại được Việt Tân bịa đặt, thiêu dệt nên thành công an bịt miệng trong phiên tòa xét xử công khai mà chúng xuyên tạc thành phiên tòa chỉ có ở chế độ độc tài. Cứ ngỡ rằng đưa hình ảnh và giật tít nhằm bó nhỏ xuyên tạc, vu cáo chế độ, nhưng chính chúng lại vạch áo cho người xem lưng để cộng đồng mạng có thể hiểu bản chất, quy luật xuyên tạc của chúng. Qua đó, một lần nữa, Việt Tân đang tự vạch trần sự dơ bẩn của mình cho thiên hạ được ngắm nhìn, ngồi nhà bàn hàng bàn chuyện thiên hạ, đòi lật đổ chế độ, trong khi bản thân chả giúp gì được cho xã hội, chỉ chăm chăm nhằm vào cái xấu mà bốc phét lên để gây kích động trong quần chúng nhân dân. Không làm được thì xin đừng có lên tiếng dạy đời người khác, Việt Tân ạ. À. Các bạn vừa